Welcome to Secrets Revelations on Master's Legendary Magician. Over the centuries, Supreme Master Ching Hai has graced our planet in different physical forms through various incarnations and has created countless affinities with beings on Earth. Many of them have come back and become her disciples. Among them are beautiful souls who have been very dedicated and loyal to Master and her noble missions throughout many lifetimes. One such special individual was her beloved late disciple, Tai Tu Hua. Time will disclose his present and past life secrets in the shows. In today's show, we are honored to present the sixth of a nine-part tribute to Tai Tu Hua, revealing his extraordinary latest past life and his pure and true friendship with Supreme Master Ching Hai. Because of his profound love for Master and utter devotion to her and her noble work, Master said, quote, "He's now in the highest fifth heaven, Buddha's land," unquote. A younger brother of famed Alexis, or Vietnamese artist, poet, and writer, Thai Tu Hap. Thai Tu Hoa was an ordinary man and a loving, faithful husband who humbly worked in his own billboard shop with his wife and son. But he was also the inspiring spirit for the Supreme Master Television staff, with his supporting encouragement and a huge sense of humor. But nobody knew that Hoa was also Master's loyal, good friend of many lifetimes, and a former powerful magician. She once said, quote, "Such a precious, absolute, faithful, and respectful disciple is rare and hard to find. Hoa is a great guy," unquote. Even recently, Master confided, quote, "I miss him, and I miss our pure and true lasting friendship," unquote. As a very talented man, an altruist and artist at heart, Tai Tu Hua had a wide circle of friends who loved him, admired him, and appreciated his presence in their lives. From the time of his youth in Ao Lạc, or Vietnam, to his adult life in the United States, he touched many people's hearts along the way. The following are some interviews from the United States of family and friends of Tai Tu Hua as they remembered him. Trước tiên là chúng tôi cũng xin thành thật cảm ơn các cô đã đến đây để thắp nén hương để tưởng niệm đến em tôi trong ngày ra đi nào. Qua cái tình cảm của mỗi người thể hiện bằng cái tấm lòng đối với em tôi, thì tôi nghĩ đó là một sự là ước vọng của gia đình em tôi ngộ đạo và đi đến một cái cõi an lạc. Ngày hôm nay thì mình nghĩ rằng đến đứa em mình thì nói cho như mấy cô á, thấy cái cảm tính mình trong giấc mơ hay là trong tưởng tượng yêu thương của một người anh đầy kính trọng đó, thì mình nghĩ rằng là chắc người anh cũng đã thoát qua một cái cõi an lạc nào đó, chứ còn không dám nói những cái vai trò quá lớn ấy.
là vì Hoa đến là có cái hình ảnh soi sáng của sư phụ rồi, mà Hoa cũng là một đệ tử. Cái chuyện này là cái chuyện lạ nhất á. 4 năm ngày thấy tôi về Hội An, à về cái chùa, cái tư đường á, về thiền chú tôi, tức là ba tôi, ông đang thắp hương cũng lại ông bà nội đó, nội của chúng tôi đó, thì tôi lại thắp hương, tôi sai lại thấy ở dưới bếp đó, lao sao cười nói vui lắm, là giống như ngày giỗ gì đó, thì thấy ông Hòa ngồi cười, tôi tới tôi đập hết. Ủa về à, Hòa hay về mới về hả? Nói à, em nói em mới về, đúng cái tự dân tôi giật mình cả năm không thấy á, lạ luôn. Thì đó là cái hiện tượng mà rất là lạ, vấn đề tâm linh đó, nghĩa mà bấy lâu mình ít nghĩ về Hòa, tại vì cái đời sống qua đi thì mình cũng để, mà đột nhiên mình nghĩ là trúng cái ngày 1 tháng 10, và cầm nó còn có mấy ngày nữa là một, như mấy cháu báo cho mình biết là ngày 1 tháng 10 đó, dễ sợ. Thì nên tôi nghĩ rằng Hòa gần chúng ta mà chúng ta không thấy, nhưng mà Hòa có thể thấy, ví dụ như anh em mình ngồi nói chuyện ngồi đây. Tôi thương miền quê nhớ hoàng hôn trên đất xưa, nghe tiếng kêu mơ màng chiều hè. Tôi yêu người xưa áo nâu hương duyên thật thà, đời mặn nồng hồng lên đôi má. Nestled on the banks of the Tuobom River in central Aulac is a historic city centuries old, designated a World Heritage Site by UNESCO, or United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. This is Hội An of Quảng Nam Province, a beautiful ancient town that till today has preserved its grand architecture, graceful riverside, and a pure and special atmosphere. Hội An was Thái Tú Hòa's birthplace and beloved hometown. Hồi xưa mấy ông vua Hội An cho một cái chỗ để cho người Hoa qua ở là Hội An đó. Là mỗi một Hội An có 5 bang, cho nên mình làm thành 5 chùa của người Tàu ở. Và chùa Phước Kiến, ông nội tôi cũng có cái công xây dựng. Bây giờ còn cái bia đá có tay nhỏ, thành ra giờ đó mà Hội An bây giờ thành phố cổ Hội An. Du khách nó tới đó, rồi nó xem cái phố cổ Hội An cũng như về Trung Hoa coi. Con đường không nhỏ hẹp như vậy. Con đường mà đứng bên đây ngó của bên kia là nói chuyện mới nhắc được. Walking in Hội An streets decked with colorful traditional lanterns, Thái Tú Hòa grew up with the gifts and heart of an artist. He was a lover of literature, music, art, and culture. Unlike most people his age, the young man named Thái Tú Hòa was always sharing and giving of himself. His remarkable talents, his energy, his life, for the sheer joy of helping others, especially children. As a result, he made a difference in the lives of many people around him, sending a positive ripple effect far into their futures and into the greater society. Bây giờ nếu mà về Hội An mà nói về Thái Tú Hòa thì ai cũng thương hết. Thì có cái đóng góp của anh Hòa, ai cũng thích hết. Thì anh Hòa hình như sinh ra là anh làm công việc đó rồi. Có nghĩa là trước khi anh gặp sư phụ thì anh cũng đã sống cuộc đời như vậy rồi. Anh
nói chữ tha nhân thì có vẻ nó rộng lớn quá ở cái thời buổi hồi lúc mà anh cỡ 20-21 tuổi, ví dụ như vậy. Nhưng mà khi anh đã trưởng thành rồi đó thì cái nhìn ảnh còn xa hơn. Thái Tử Hòa was born in 1945. He was the third child of a Chinese businessman named Thái Tung Phát and an Alexis or Vietnamese mother named Trang Thị Lan. Thái Tử Hòa's eldest sibling, Thái Tử Bình, is a talented artist who founded the Cao Ba Quác Elementary School for Children in Quảng Nam Province. Thái Tử Hòa, the second eldest brother, is a widely recognized and accomplished poet and the owner and publisher of the Saigon Times, a leading Alexis newspaper company based in Southern California, USA. Thái Tử Hòa's wife, Ai Cầm, is the director of the Saigon Times Weekly. Thái Tử Hòa had three younger siblings. His sister, Thái Tử Hào, is an elementary school teacher currently residing in Ao Lạc, also known as Vietnam. His younger brother, Thái Tử Phạm, is the owner of a graphics and printing company in Los Angeles, USA. Thái Tử Hòa's sister, Thái Tử Sâm, the youngest in the family, lives in Orange County, California, USA. Lập ra một đội văn nghệ, một đoàn tuổi thơ, tuổi trẻ là mấy đứa tuổi, từ 8 tuổi cho đến 15 tuổi. Even before he was called upon to lead his unit's first scout activities, the highly competent Thái Tử Hòa had already started a project of his own by the time he was just 22 years old. Ban Tuổi Thơ, or the youth group, flourished for 8 years, from 1967 to 1975. Its purpose was to open new horizons for Hội An's younger generation. In particular, the initiative helped the children to enter the region's highly selective Trần Quý Cáp High School, from which Thái Tử Hòa himself had graduated. Lúc trước á, ở Hồ An đó là những năm 67, 68 gì đó, thì anh mới lập ra cái ban tuổi thơ. Thì tuổi thơ trong đó lúc đầu á, thì nó cũng tương đối là nó mới đứt trẻ trẻ cỡ tuổi tôi không à. Có 11, 12 tuổi thôi à. Nhưng mà đa số dân Hồ An tôi học trước thăm học, nhưng mà nhiều đứa không có tiền đi học. Tại vì đi vô cái trường Trần Quý Cáp của tụi tôi đó là phải học đủ điểm mới vô được. Chỉ có một cái trường công lập đậm nhất thôi. Thì chú Hòa mới thấy vậy, chú nói thôi thay vì cho mấy đứa nhỏ không đủ tiền nó đi học, thì ảnh mới lập ra một ban tuổi thơ, trong đó vừa chơi vừa học. À, một cái rơ đó đứa nào cũng muốn vô ban tuổi thơ hết, tại vô trong đó chơi, vừa chơi mà vừa học, có cơ hội học để vô trường Trần Quý Cáp. Thì anh Hòa lấy tiền túi của mình thuê một cái nhà cho mấy đứa nó vô nó chơi, sợ mấy đứa đi ra ngoài nó đánh lộn, nó du côn du đảng, nó hư nó đi, đưa nó vô đó. Ở Hội An nó thuê cái nhà nhỏ, thì hắn mới là Trầm Bồ Văn cũng có đóng góp vô, với lại thằng Nguyễn Văn Thuận, ba người là kết hợp nhau là thân nhau lắm, được tỉnh trưởng ông thương, rồi là thuê nhà để mình tập văn nghệ đó. Thì ba anh em rất là nuôi được cái băng cái đám mà học sinh mà nhỏ đó, nó tập một đoàn đồng ga hay lắm, nó tập con đường cái quan, nó tập mấy cái nhạc của Phạm Duy hay lắm. Chính của ảnh á là nó đi giai đoạn xa hơn, nó lâu hơn, thì trong đó chỉ có ông nhạc Phạm Duy thì nó mới tích hợp lâu dài, cho nên những cái gì của chú Hòa là đều có cầm những nhạc của Phạm Duy trong đó. Bỏng mê nhất là cái con đường cái quan hoặc là Mẹ Việt Nam, bất cứ một buổi văn nghệ nào mà chú Hòa lập ra đó là đều có khởi đầu là
mà Việt Nam không sông không phóng, có nghĩa là người đồng bào Việt Nam nó bình dị vô cùng, nó không có kiểu cỏ, cho nên chú Hòa mới mang cái đơn thuần nhất của người mẹ Việt Nam nuôi các bạn tuổi thơ đó. Ông lãnh lương ra cái là ông mua kẹo, mua bánh để cho tụi nó, ông thích lắm, rồi mua đơn cũng tiền của mình mà về rồi cái đó bụng thì về mẹ tôi nuôi, ăn cơm mẹ tôi nấu, nhưng mà chuyện xã hội á thì lấy tiền túi mình bỏ ra. Thì tánh của Hòa thì nó phóng khoáng lắm, nó không nghĩ chứ gì, vì gia đình hầu nó độc thân mà, mỗi lần mà lãnh lương ra là phải chi tiêu cho mấy đứa nó. Mỗi lần tập văn nghệ như vậy là ăn chè, ăn cháo, ăn gì, thuê cái nhà để cho mấy đứa nó tới tập nữa. Thành thử Hòa nó bế lại văn là không đủ tiền tiêu mà. Nó thiệt ra là lương là cũng ít đem về nhà lắm, không bao giờ đem tiền về nhà đâu. Thì đó là cái tánh của Hòa này. Cũng là vì người sống với người khác rồi đó. Tánh của Hòa là nó, cái bản chất của nó là vậy. Hồi nào cũng vậy. Thành phố đó người ta thương nó là như vậy đó. Nhưng mà đa số là cái đầu óc của tôi ấy mà hiểu hay là biết chút xíu là cũng nhờ đấy anh Hòa đó. Tôi lấy trộm sách anh tôi đọc. Thì đại loại như vậy. Thì sau này á, mà trong những cái đứa mà rơi tụi tôi kêu là đứa đó, có nghĩa là cũng 60 rồi. Cũng ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại đấy. Thành danh rất là nhiều. Mà trong đó có mấy đứa nổi tiếng, ví dụ như anh Tuyết. Từ đó mà nó nổi lên. Anh Tuyết bây giờ ở Việt Nam á, con Tịnh Quyên này. Mỹ Phương, 3-4 đứa, nghĩa là 4-5 đứa nè, giỏi lắm. Bây giờ nó ở Hội An là cái băng nó đoàn kết. Hòa gửi tiền về, nó tổ chức một nhóm nó lại. Nó tưởng nhớ chú Hòa. Mấy đứa nó trung thành lắm. Nó viết thơ cho tôi rồi, nó điện thoại cho nó khắp mà. Kể là cái chuyện mà Hòa thì mấy đứa nó thương. Thì nếu mà sau này mà nói về anh Hòa thì anh có những người bạn nó rất là tốt. Ví dụ như anh Trầm Bồi Văn chẳng hạn. Anh Hòa, anh không biết anh sống như thế nào đó, mà bạn bè cùng trang lứa với anh, hoặc là những đứa em út cỡ tôi chạy xuống đều rất là thương mến anh. Gia đình tôi là có 6 anh chị em, mà mẹ tôi thương ổng nhất nhà. Tôi thấy đó, cái gì cũng tặng Hòa. Mà ngay từ khi mà anh Hòa mà còn ở Việt Nam á, cái gì cũng kêu cũng Hòa, cái gì mà ngoại tôi cũng thương ổng. Mà ở Việt Nam mà tôi đi học về, tôi còn nhỏ mà, tôi thấy được cụ Khoai là tôi mừng lắm. Đói bụng á thì bà tôi nó không, nó đã để cho thằng Hòa. Thì mẹ tôi cái chi cũng gói ghém nên là để cho thằng Hòa. Không phải là tôi nói về mẹ tôi là tốt đẹp, nhưng mà có những cái đức tính mà tôi và anh Hòa học được bà là cái tính bố thí. Bà hay lắm. Mỗi lần bà cho ai không, bà không giờ kể hết. Thì mất có một mình mẹ tôi đi làm mà nuôi cả gia đình mà. Nhà tôi đi qua mấy cái đường hẻm á, có cái ông kia, ông cụt chân. Bà ấy chạy vô, bà ấy cho ông kia ít tiền. Bà nói chú mua gạo, mua gỗ ăn chú nghe. Khi mà mẹ tôi mất á, mà tôi về á, ông ôm tôi, ông khóc. Ông nói tôi chưa thấy một người đàn bà nào mà quá quá tốt như mẹ của em á. Mẹ ngồi du con đong đưa vọng buồn. Mẹ ngồi du con mây qua đầu gành, lạy trời mưa tuôn. Lạy trời mưa tuôn cho đất sợi mềm, hạt mầm vun lên. In 1979, at age 34, Thái Thu Hòa had only one chance to see his mother before urgently leaving the country. It was a brief and bittersweet moment of reunion and farewell. Mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương. Mẹ nhìn con đi phút giây bàng hoàng.
chiều này chỉ là chiều cuối cùng thôi, chiều thứ bảy đây. Con anh sẽ chở em vô gặp mẹ lần cuối. Tối chở đi bằng tàu. Đó. Mà hồi đó 5 giờ chiều đi không ra. Chở ông Hạn với Thành đó, đưa mẹ ra, ra một cái ngôi chùa. Sau cái chùa Lâm Tuyền đó. Dạ. À, Lâm Tuyền. Thì tôi nhớ có một cái buổi chiều nó trời nó mù mù, nó buồn á. Thì mẹ tôi đã mấy năm mà không gặp. Bên kia là một cái lộ, thì cái xe đã đứng lại thì anh học tôi. Thì mà mẹ tôi bà cứ ngắm mà đi tới đôi lưu hoài. Thì người ngồi sau nhảy xuống, cầm cái mũ vắt này. Mẹ! Cô vừa chạy vừa mừng rỡ vừa mẹ thì cái hình ảnh nó tới bây giờ nó vẫn còn ám ảnh tôi. Cái chữ mẹ nó thiêng liêng. Thì mà mẹ tôi trên này ở cô mẹ chạy xuống thì ồ mai mẹ con nó như vậy trong một cái màn mưa. Thì tôi nghĩ không có một cái phim ảnh nào hoặc là một cái chuyện nào nó tả được cái thời gian đó. Thì tôi đứng tôi chứng kiến như vậy đó, là cái hình ảnh nó cái chuyện mà gặp gỡ giữa mình tôi với mẹ tôi trong một khoảng cách đó, rồi là phải đi chứ không có ở lâu được. Thì với mẹ con gặp nhau nó có được nửa tiếng là đi đó. Khi mà mẹ tôi mất á thì ông gọi điện thoại mà ông hay thiệt á, ông nói giờ tao mới nằm tao thấy mẹ với khi sáng này nè, thì mẹ tôi đi đó, mất đó. Á, ừ. Mấy tiếng đồng hồ sau á, thì anh Hòa anh nói anh đang ngủ ở cái chỗ ở thiền đường, nhưng mà ở cái phòng nào đó, anh nói anh mới thấy mẹ, anh thấy là coi như chị bà đang bà đi là bà gặp ông Hòa trước. Nghĩa là khi mẹ tôi đi á, mất rồi á, thì cái communicate bà có báo cho anh Hòa biết được là bà đi rồi. Cái câu chuyện này là do con gái thứ ba của tôi là tên là Thái Quỳnh Thi. Nó kể chuyện lại là trong mấy anh em thì chỉ có hắn thấy thôi. Nhưng mà không có thấy thì chú Hòa. Thấy là trong một cái buổi nữa là người ta đi đông lắm. Thì trong nó có số nữa thì có nó. Thì đi vô giống như nè. Nhìn lấy thì không thấy, chỉ núi bọc bọc thôi. Nhưng mà nó trung vía nó, nên nó vô trong cái chùa. Thì nó đi, đôi dép xuống chân. Thì vô ngồi một cái chỗ trong một cái góc để nhìn lên. Thì văn vẳng thì có tiếng chú Hòa. Vô đây mà còn mang dép làm gì? Rồi hắn thể thể này lấy đu quốc này. Nó kêu làm sao, ra làm sao. Mà nghe tiếng chú Hòa rõ ràng. Thì nhìn lên xa xa, thấy đồi núi bao la. Thì thấy cái hình ảnh của sư phụ này, ồ, rồi thấy chú Hòa rồi. Nó nhớ, trong tâm tự nó nhớ. Mà thấy là cái cảnh giống như tiên cảnh cao lắm. Mà không cho thấy hình nè. Nghe cái tiên nói này biết chú Hòa. Nó thấy hoài. Kể lại thì nói chúng ra, chúng tôi thì chú Hòa thì rất là được thương yêu. Nhưng mà con gái tôi nó kể thì tôi mới nói rằng bây giờ thấy không? Chú Hòa cái tâm ông vậy thì cho con thấy rồi là chú đã đi lên theo sư phụ trên mây rồi. Này không biết. Mấy đứa con nó cũng biết. Yeah. Cũng mừng cho Hòa là những cái cuối đời trong mười mấy năm đi theo sư phụ á. Thì Hòa đã giác ngộ được. Yeah. Cái mừng là mừng ở cái chỗ mình kết luận lại. Yeah. Thì chắc chắn là Hòa cũng sẽ đi lên Niết Bàn. Chắc cũng thì mình nghĩ là cả một đời chỉ làm cho đạo Pháp. Yeah. Thì tất cả mọi cái duyên lành thì cũng cầu nguyện cho Hòa được đúng. An lạc ở cái cảnh giới nào đó. Chọn đi đúng muôn đường đúng. Riêng cái phần tôi, tôi rất là xúc động sau khi coi cái DVD vừa rồi. Đó, thấy cái phim ảnh vừa rồi để biểu tượng thấy những giọng cười
có những cái tình thân, rồi mình chợt nghĩ là thật sự ra một cái tổ ấm rất là dễ thương. Chưa chắc anh là... em mà có được cái tổ ấm như vậy. Tổ ấm rất là dễ thương. Đó, thì cái câu ca dao của người Việt Nam nó đơn giản vậy. Chim có đàn, cùng hót tiếng hót mới hay. Ngựa có bạn cùng đua, nước đua mới mạnh. Thì mình thấy cũng có cái hợp đàn mà sư phụ nghĩa là thành lập ra là một cái hình ảnh đẹp giống như một cái tổ ấm. Tổ ấm gặp nhau, những tiếng cười rất là thanh thoát, rất là cởi mở chân tình. Ít có trong cuộc sống ở Mỹ tìm ra những cái nụ cười như vậy. Mà chú rất là xúc động nhìn thấy đứa em mình nó được mọi người thương yêu đến như vậy. Nhất là dưới cái bóng mát của sư phụ ở cái nơi thiền viện. Quý hội đây đã ưu ái dành cho Hòa những cái hình ảnh rất là đầy đủ trong những cái cuộc hành trình của Hòa từ khi vào sinh hoạt với cái hội của thiền sư. Và Hòa cũng may mắn là gặp thiền sư để mà thể hiện được bao nhiêu những công tác từ thiện văn hóa và nhất là tha nhân. Mà tôi không thể ngờ là quý hội đây đã lưu lại tất cả những cái hình ảnh trong những bước chân mà Hòa đã đi qua. Những hình ảnh rất là đẹp, rất là quý. Mà tôi ít thấy trong những cái hội đoàn nào mà dành cho những người anh, những người đồng môn với mình ở trong cái hội. Thay mặt cho gia đình tôi xin cảm ơn cái công trình của sư phụ và tất cả hội cũng anh em trong hội. Người ta nói những đấng chân tu ngồi kia xa nhiều năm dưới bóng cây dầm ngã xanh tươi xòe bóng mát. Thì thật sự ra cái đường lối của sư phụ đi đúng đường, vì đưa cái âm nhạc và cái văn hóa vào cái tôn giáo rất là hay, hay dễ rồi nó dễ thật. Dễ đi vào lòng người ta, thì chỉ có âm nhạc mới đi thẳng vào cái chuyển đạt được cái hay của đánh thức được cái xúc động. Tôi mới biết đây thôi nha, là mấy cái chương trình đó là anh Hòa đó, tôi không biết, nói thật như vậy nha. Cho nên cũng hãnh diện là tại vì anh chỉ đứng ở ngoài sau, anh không bao giờ anh nói là anh Hòa anh sống như vậy, rất là tích lặng con người của xã hội, ông sống sao ông sống sao, nhưng mà ông làm bất vụ lợi chứ không phải làm là tính là phải tiền hay cái gì, ông làm vui thôi, ông thích đó. Làm vô điều kiện vô điều kiện như vậy đó. Cá nhân tôi cũng thật là hãnh diện có ông anh, ông sống rất là đàng hoàng, có nghĩa là ông sống cuộc đời đáng sống, biết không? Dễ gì mà tu hành được. Tu hành không phải là chuyện đơn thuần là ăn chay mà nói thật đâu, còn làm thật nữa kìa, có nó mới là khó. Chứ còn nói ai nói cũng được, mà ăn ai ăn cũng được, mà làm hồi trước nó là tâm phục khẩu phục. Một người mà họ thể hiện được cái đức tính nó rất là khó. Thì anh Hòa anh cái hạnh nguyện anh không phải là muốn người ta thương mình đâu, anh không có cái điểm đó, mà anh làm đúng theo anh thích, chứ không phải là anh mưu cầu được cái tiếng tốt hoặc là anh trông ngóng người khác nhớ tới mình. Nhưng mà anh làm, anh thích anh làm, ngay cả khi trước khi anh đi cũng vậy, anh không muốn ai níu kéo anh hết. Anh muốn mình đi thật là thanh thản. Cho nên tôi không ngạc nhiên. Tôi hiểu anh lắm. Cho nên ông nói vậy tôi nói thôi. Thì anh làm những việc mà anh thích. Cuộc đời như vậy là tốt quá. Đâu có ai làm được đâu. Thì thôi anh sống theo sở nguyện của anh đi. Thì anh cứ dặn tôi hỏi. Anh năm mi bao nhiêu tuổi rồi. Đó là chuyện mấy năm trước. Tôi nói em gần 60 tuổi rồi. Ông nói trời ơi.
Nhanh vậy hả? Lâu tu hành đi, làm trai đồ đi. Tôi nhắc với vợ tôi hỏi, tôi nói thật đó, tôi phục như thế này nè, là sư phụ làm những việc mà những vị khác không làm được. Sư phụ mang cái tự tâm mình ra khỏi cái chùa, ra khỏi cái làng, vươn ra ngoài đó, giúp đỡ nhân loại. Cái đó là tôi hằng nói hồi mà không phải tôi nói với vợ tôi, mà tôi nói những người bạn tôi, những người nào mà nghĩ là có một thành kiến về sư phụ, thì tôi đã nói như vậy. Dạ. Mỗi lần có cái gì là sư phụ đứng ra giúp đỡ. Thì ngay cái cá nhân của tôi ấy, thì thấy là sư phụ quá cao cả đi. Sư phụ làm những việc mà những vị mà tu hành khác không làm được, ví dụ đóng góp cứu trợ trong những cái cơn mà biển ngạn, giúp đỡ lụt lội động đất. Tôi thấy những cái việc đó tôi cá nhân tôi không tưởng tượng, khó mà làm được như sư phụ và những đồng tu làm được. Tôi quả là bái phục. Bên cạnh đó có ông anh tôi cả cuộc đời đi theo sư phụ, mà ông là những người mà tôi trong gia đình tôi nói thật là tôi thương quý nhất và tôi kính phục nhất. Sư phụ có nói như thế này mà tôi rất là cảm kích. Sư phụ chỉ nói một câu mà tôi nhớ trong cái video tiếp nào đó, cho nên quý vị chỉ cần ăn chay thôi, không có cần chỉ kinh điển chỉ cho nhiều, ăn chay thôi, bắt đầu từ ăn chay trước đi. Chỉ có cái câu rất là đơn thuần thì tôi rất là cảm kích, tại vì cái kinh điển nó vô cùng. Có thể là sư phụ chọn anh Hòa, biết trước sau anh Hòa cũng vô làm cái phần việc này. Tại vì anh Hòa anh dạng dĩ lắm, là một việc mà anh còn hiểu biết nữa. Hồi trước là dân hướng đạo mà anh sắp xếp nhiều cái công việc với người khác thì thấy khó, nhưng anh làm rất là easy. Hồi nhỏ tôi đã thấy rồi, chứ không phải là từ khi mà anh theo sư phụ. Anh có cái tính như vậy, tính tha nhân như vậy, thì tôi nghĩ là sư phụ đã sắp đặt là chú Hòa phải làm cái này rồi đó. But I tell you that I preach
After leaving his homeland, Thái Tú Hòa stayed at a Jubilee Refugee Transit Center in Hong Kong from April to September 1979 before settling in Los Angeles, USA. Thái Tú Hòa soon ran his own sign-making company and also worked as a graphic designer at California Polytechnic State University's art department. There, he met a student named Nguyễn Thị Bích Diệp and fell in love. The two were married in November 1982 and had a son in 1986. Trước nhất, chị xin cảm ơn sư phụ, người đã dẫn dắt cho anh Hòa. Chị rất là hạnh diện đã có người chồng như Thái Tú Hòa. Chị luôn luôn nhớ đến anh Hòa và tiếc những ngày xa quá ngắn với anh. Chị cảm nhận được anh đã đến một thế giới rất là hoàn hảo và anh rất là sung sướng. Cũng như những ngày anh sống, anh cũng đã đạt được những gì anh muốn rồi. Chị rất là happy cho anh và con chị. Nhớ lại có lần anh Hòa cũng nói là anh có những đồng tu rất là đông, rồi anh dạy dỗ cũng như anh gần gũi những tháng ngày. Rồi anh cứ nghĩ lại là ô, tại sao những đứa con đứa này mình dạy dỗ nó mà con mình thì mình lại không dạy. Nhưng mà thật sự vô tình anh có dẫn dắt nó và dạy dỗ nó trong một cái vô hình nào đó mà rõ ràng chị thấy. Thí dụ chị đi làm ăn xa thì để nó một mình ở nhà thì nó lại rất ngoan, không có party trong cái nhà, hoặc là nó không có bạn bè hư hỏng. Chị cảm nhận có ai đó đã dẫn dắt nó và để dạy nó nên người một cách vô hình. Thật sự có đó. Mà đến nỗi con chị lúc nào nó nhỏ nhỏ nó cũng: ba ơi sư phụ đâu? Ba ơi sư phụ kìa, ba ơi sư phụ, coi hình cũng vậy, ba ơi sư phụ đó ba. Rồi nó hay hỏi về sư phụ nhiều. Mà một điều ngạc nhiên nhất là gần đây, rất là gần, trước khi anh Hòa đi thì nó về Việt Nam, thì nó đi một mình, nó xách một cái ba lô, nó đi về một mình. Thì nó về, thì nó tới thăm quê nội nó ở Hội An. Rồi nó lại thăm cô nó, ngạc nhiên quá, rồi nó thăm hết những người bạn của ba. Và nó có cho tiền đó. Rồi khi nó ra lại Sài Gòn, nó rời hết gia đình nội ra lại Sài Gòn, thì nó lại vô cái cô nhi viện. Tại sao nó có những cái lòng đó, không ai dạy hết. Thật sự chị cũng không có ngờ luôn. Chị không ngờ, nó về nó cũng không nói nó đi đâu. Nó chụp lại hết tất cả những cái hình ảnh đó cho chị coi. Chị về chị cũng đưa anh Hòa coi. Anh Hòa rất là ngạc nhiên và không ngờ có một đứa con mà mình xa nó, mẹ cũng xa nó, mà tự nhiên vô hình chung nó rất là hoàn hảo. Mà mình không thể nào mình ngờ tới được. Thì đó là sư phụ dẫn dắt ở bên trên. Anh Hòa dẫn dắt con một cách vô hình mà chị cảm nhận được, và chị rất là cảm ơn bề trên cũng như sư phụ. Và có thật, đó là rõ ràng. Chị cảm ơn và chị rất hạnh diện, rất 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 là hạnh diện đã có một đứa con như là Thái Nguyên, con của anh Thái Tú Hòa. Không phải một người tu cho bản thân mình, mà người tu còn để lại cho những đứa con mình những cái tinh hoa mà mình không thể nào mình ngờ luôn. Cái thương yêu của anh khác, cái cách thương yêu của anh nó khác với cái thương yêu mà chị nghĩ, tâm linh nhiều, cao hơn. Mà với chị thì nhỏ nhoi quá, chị không thấy được. Mà trẻ nữa, chị còn trẻ, chỉ 20 mấy tuổi thôi, thành thử chị không cảm nhận được cái gì cao hơn mà anh đã cảm nhận. Bởi vì chị tiếc, nhưng mà nếu mà nói tiếc thì ngược lại, chưa chắc anh đi với chị đẹp bằng con đường anh đang đi. Thì đó là một cái san sẻ, mà cũng là một cái đường đi tâm linh quá tuyệt vời, mà mình cảm nhận nó đẹp thiệt đó. Cái tánh rất tốt, được rất là nhiều người mến mộ, cả những người khó tánh. Tại vì cái bao dung của anh, tại vì con người chỉ có cho ra và không có tính toán. Anh Hòa rất tốt về điều đó.
chị rất hạnh diện chứ. Yeah. Ngày hôm nay chị thấy ảnh là một viên đá quý. Yeah. Em nghe nói là lúc mà bác Hồng Duy thương anh chị lắm không? Thương chú lắm. Thương lắm. Có đám cưới chị, cả gia đình đi luôn, bác Phạm Duy và Duy Cường, Duy Minh, Duy Quang với hai vợ chồng Lê Uyên Phương, đông lắm, nghệ sĩ rất đông mà bác Phạm Duy rất là thương anh Hòa, thương anh Hòa vô cùng, như Thái Thứ Hòa như con, như đứa con trai. Thì nói về anh Hòa, trong tâm chị cho đến ngày hôm nay chị vẫn cảm nhận anh là một người chồng tuyệt vời. Anh yêu chị và yêu con vô cùng. Chị vẫn biết điều đó. Và chị đã cảm ơn bờ trên, cảm ơn sư phụ đã có một anh Hòa quá sức vĩ đại trong lòng của chị. Sư phụ, anh thương sư phụ quá. Anh thương sư phụ lắm. Vô cùng. Vô cùng. Thành thử, mình hãnh diện, mình quý. Anh đi một đường quá hào quang, quá sức tinh khôi. Chị cảm ơn rất nhiều và sư phụ đã đưa anh đi một đường này. Mãi đến ngày hôm nay và cho đến sau cùng cuộc đời của chị vẫn tôn trọng anh và yêu anh vô cùng. Cho đến khi anh đi rồi, biết bao nhiêu người vẫn nghĩ tới anh, vẫn tôn sùng anh. Em và con vẫn không nghĩ tới anh cho đến ngày sau. Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa cài, đường xa thấp thoáng mây tà áo tung bay, nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. One of Thái Tu Hoa's close friends in the U.S. was Phong Minh Tinh. Mr. Phong is the founder and secretary general of the Little Saigon Community Development Committee in Southern California, USA. He played a major role in securing the California government's official recognition of Little Saigon, the world's largest overseas ALAXIS, or Vietnamese community, and significant contributor to the state's social and economic livelihood. Phong Minh Tinh and Thái Tu Hoa knew each other as family friends when they lived in Hội An of Quảng Nam province, Central Olac or Vietnam. Một tình yêu mến như lời hát câu ca, để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa. Sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Chú Hòa rất thương bạn, và những người bạn nó quý chú Hòa vô cùng, rất là thân với Hòa. Thân và thương nữa, thương Hòa lắm. Ngày xưa những người đó là tối á, là hay ngồi hát với chú Hòa, đàn hát mấy người đó cũng nghệ sĩ lắm. Chú Hòa đó, cái tâm chú đúng như cái tay chú á. Chú Hòa hết mọi người. Chú Hòa hay giúp đỡ, ví dụ như đau ốm hay là bệnh hoạn hay là gặp cái khó khăn là chú Hòa giúp liền. Chú Hòa âm thầm không bao giờ nói. Nhưng mà chính những cái người được giúp nó gọi điện thoại qua cho chú nói chú Hòa có giúp mấy trăm đi mổ mắt hay đi mổ bệnh này kia, những cái bệnh ngặt nghèo. Chú Hòa là cái tinh thần đó, sharing với mọi người. Ví dụ như muốn cho cái người khác vui, muốn cho, nhất là chú rất để ý đến cái giới trẻ, chú muốn đào tạo cái giới trẻ đó. Từ trong trường học hay là ngày xưa trước 75, những em là chú sinh hoạt, ngày nay mấy cô mới trở thành những ca sĩ mà nổi tiếng như vậy. Nên mấy cô về cái cách mà hát đó rất là đúng phương pháp. Mấy cô như cũng như cái cô mà Thu Vàng đó, cô hát á, cô không có cần cái trường óc nào hết, hát lạ lùng lắm, như cái giọng là thiên phú. Mà cái đó thiên phú một phần, nhưng mà phải do chú Hòa tập từ hồi nhỏ. Còn những người này hát dù lên cao cỡ nào, mình vẫn nghe như cô Ánh Tuyết á, lên cao lắm mình cũng nghe rõ. Ông Văn Cao á, là ông bậc thầy, nghĩa là ông Phạm Duy, ông nói là ông Văn Cao là vừa là bạn của tôi mà vừa là thầy của tôi đó, anh Tiến biết không? Tức là khi ông Văn Cao đã đặt nhạc rồi,
thì ông Phạm Duy chỉ là kẻ du ca ôm đàn đi hát giữa cuộc đời thôi. Thì ông Phạm Duy ông rất là nể ông Văn Cao, mà ông Văn Cao ông chấm của Ánh Tuyết mà làm đệ tử là đâu phải vừa, đâu phải ghê lắm, biết bao nhiêu người muốn được làm đệ tử của ông, mà chỉ có cô Ánh Tuyết. Mà cô Ánh Tuyết nhớ lần nào qua đây cũng ghé thăm là chú Hòa hết đó. cô nói là giọng Quảng Nam là cười, ai cũng cười hết đó. Cô vui lắm, cô vui tính. Những người này họ vừa trọng chú Hòa là dạy dỗ họ buổi đầu, mà họ vừa rất là thương. Chú biết, họ rất là thương. Mỗi lần gặp là đều hỏi chú Hòa không à. For the love of Ao Lạc or Vietnam, Thái Tử Hòa worked to cultivate an appreciation for the motherland in the youth wherever he went. Just months after settling in the U.S., he, along with his friend Mr. Phom, began reaching out to Ao Lạc Xê student organizations in the region, including at the University of California, Los Angeles, University of California, Irvine, Pomona College, and the California Polytechnic State University, where Thái Tử Hòa worked. Teaching them delightful songs and dances, Thái Tử Hòa quickly became popular with the students. They asked him to participate in all their events. Hòa qua đây chắc 79 là sinh hoạt mà chung với nhau nhiều nhất là chắc 80, 80, 81, 82. Cái thời gian đó là hai anh em cứ chạy hết đại học này đến đại học khác sinh hoạt. Ví dụ ngày Tết nè, Trung Thu nè, là Thanksgiving rồi đó, thì sinh viên đó tổ chức văn nghệ, chú Hòa tập cho mấy cô hát này kia, chú nói về lịch sử Việt Nam rồi này kia. Rồi đến khi sau này thì khi mà sinh hoạt ở trên thiền đường đây nè, thì chú Hòa tuần nào cũng xuống chú ấy mà, là vì cái tình cảm giữa chú Hòa, ngoài cái tình bạn đó cũng như là anh em ruột vậy đó. Cái gì chú Hòa cũng tâm tình với chú ấy á. Cũng nói buồn vui cái gì cũng hay nói. Thì giống như nói là bên Việt Nam thì chú Hòa đem vào một mớ trẻ em. Qua bên Mỹ thì chú cũng tiếp tục đi các đại học. Các đại học để duy truyền truyền thống. Mấy đứa này hồi nãy chỉ là sinh viên năm thứ nhất, thứ hai là cùng. Chứ chưa có phải nâng. Mà bây giờ đa số nó hình như nó ra bác sĩ, kỹ sư rồi. Có lần chú đi trong hội chợ đó, cái có một cái cô dắt cái đứa nhỏ, trong hội chợ chạy theo cái, chú Tiến, chú Hòa đâu rồi? Thì chú nói là, chú nhớ con không? Con hồi nó chú Hòa tập cho con hát múa ở UCLA, đại học UCLA, chú không nhớ hả? Hình cứ thấy dẫn đứa nhỏ rồi, cô ra bác sĩ. Chú có cái lòng mà muốn xây dựng cho cái giới trẻ á, biết quê hương đất nước, biết ca nhạc là món ăn tinh thần, rồi biết về cái là tôn giáo, ví dụ như về vấn đề ăn chay, về thiền. Chú cũng ảnh hưởng nhiều cái đó. In 1989, Thái Tử Hòa had a chance to attend one of Supreme Master Ching Hai's first U.S. lectures in Santa Ana, California. He immediately became a vegetarian and received initiation into the Guanyin method of meditation. Chú nhớ sư phụ qua lần đầu tiên chú có đi dự là ở Đại học Santa Ana College. Chú có xin được cái mấy tập thơ. Nên khi mà sau này, khi mà gặp sư phụ lần đầu tiên, chú phỏng vấn sư phụ, chú nói sao hồi nó kêu bằng bà, sao bà làm thơ tình, bà làm cái sư phụ đó sao lúc xưa tôi cũng như anh đó, tôi cũng yêu đương nhưng mà khi tu thì thôi, đó là rồi tôi nhớ hoài. Chú thì trong lòng chú rất là quý mến và kính mến sư phụ, là vì khi chưa gặp á thì chú nghe nói thế này thế kia, nhưng mà khi gặp sư phụ rồi ấy, chú thay đổi. Chú vẫn nói với những bạn bè cùng lứa với chú, chú nói sư phụ nói cả triệu triệu người nghe, ở Thái Lan, ở Châu Phi, ở Nam Mỹ, ở Mỹ Quốc, ở quốc gia nào á, những cái đại hội sư phụ đi, đại hội tôn giáo thế giới đó, bao nhiêu người thân phục. Thì đó quả là một cái nhân vật là rất là
lớn lao trong cái thời đại bây giờ. Sư phụ không những đi tu hành, sư phụ còn nghĩ đến những cái chương trình ô nhiễm trên cái trần thế này, hâm nóng trái địa cầu, sống trong một cái thế giới bây giờ vật chất nó tràn đầy, thế giới nhiễu nhương, nay nghĩa là khủng bố, mốt thì nghĩa là phá hoại, là thế giới này nó rất là nhiễu nhương, nó là biến động, mà một người đưa ra cho thế giới những cái đó và đã nhìn trước những cái tai họa một ngày kia nó sẽ tới và thế giới đã nhìn nhận rồi, nhưng mà có nhiều người họ giả lơ. Nhưng mà sư phụ đã báo động rồi, qua những cái đại nhật hội đó rồi đã báo động rồi. Lúc trước tôi đã nghe sư phụ nói rồi, thì cái con đường mà sư phụ đi đó là cũng vì tha nhân thôi. Và nhiều người họ nói thì tôi nói bây giờ á, cái đạo của bà Thanh Hải, bà dạy ăn chay không sát sinh có gì sai không, bà dạy á, thương yêu hết mọi người có gì sai không, bà dạy phải chia sẻ với bạn bè, với đồng loại có gì sai không? Mấy ông trả lời mấy cái điều đó đi, thì rồi từ lương tâm mấy ông sẽ biết. Chú hay tâm sự với bạn bè chú như vậy đó. Mà chú Hòa biết, chú Hòa biết những cái người đó chú Hòa cũng biết. Một cái người á mà sống vì nhân loại, còn dạy cho những người đi theo cái con đường của Ngài á, là yêu thương mọi người, không nói dối, không sát sinh. Cái gì sai mấy ông dạy cho tôi biết đi. Mấy ông về suy nghĩ, nó im lặng thôi. Chú hay đi gặp bạn bè nghệ sĩ, chú hay kể lắm. Ở trên núi tụi con cũng về, cũng lên trên đó giúp đỡ. Chú cảm động. Cái tâm của sư phụ là đối với những cái người nghệ sĩ quý, từ cái là Phạm Đình Chương cho đến Đinh Hùng, cho Vũ Hoàng Chương, cho Nguyễn Đức Sơn. Ngay cả những người trong cái nhà mà những người cải lương, những người giờ sống đó, chú coi cái DVD đó, chú coi đó thì chú thấy rất là chưa có một cái tổ chức nào mà lo đến cho những người văn nghệ sĩ mà đã một thời nổi tiếng bây giờ nghèo khổ như vậy đó. Rất là ngay cái chuyện mà Bảo Lục ở ngoài Huế đó, thì chú thấy TV mới vừa nói thì đã thấy chú Hòa cho chú coi hình ảnh mấy đứa con về. Về mà cái xác còn ở dưới nước mà. Những cái thiên tai, những cái đau khổ đó là sư phụ là người lưu ý đến đầu tiên và dấn bước đầu tiên. Chưa có, mới trên đài mới nói thì đã thấy hình ảnh bên kia rồi. Hồi đó cộng đồng đây cũng chưa có biết sư phụ nhiều. Sư phụ ở bên Đài Loan qua đây thì cũng chưa biết nhiều. Nhưng mà nhờ những cái sinh hoạt mà đại hội đó, với lại truyền thanh, truyền hình chú Hòa làm ở trên mấy cái đài truyền hình đó, thật ra nó tác động nhiều đến nhiều cái người hồi nào giờ họ không biết. Từ qua cái những chương trình truyền thông truyền hình đó thì có nhiều thay đổi lắm chứ, nhiều người họ được tiếp cận với cái đường lối của sư phụ, ảnh hưởng đến một số lớn lắm á. Cái những năm mà sinh hoạt cộng đồng đó nó thay đổi cái quan niệm nhiều lắm á. Rồi chú có những cái chuyện lạ, ông nó cũng Nam Châu, tôi cũng Nam Châu, thì ông nói anh biết tôi mà tôi là xếp xong Sài Gòn gia đình 14 tuổi tôi đã giang hồ rồi, tôi tin ai? Thì qua mấy cái đại hội đó rồi ông biết về sư phụ. Không, ông không có tu, nhưng mà ông kể cái phép lạ. Ông nói tôi thương vợ tôi lắm, mà bà đau, bà bị đau là bị cái cột sống hay gì đó, thì bà bò luôn. Đau đớn lắm, mà tôi đã đi hết bác sĩ Tây, bác sĩ Tàu, bác sĩ Việt thì tôi đi hết mà không lành. Thì tôi nghe họ đầu nó sư phụ chữa lành. Thì hôm đó tôi đi thì lên cái thiền đường ở trên này nè, sư phụ ngồi ở đây, còn ở dưới này có mấy trăm người á, ngồi ở dưới này ngồi nhiều lắm, và bả thì bả vô vẫn ngồi cuối này, thì làm sao mà được tiếp cận với sư phụ. Nhưng mà tự nhiên sư phụ nhìn cái đi xuống, thì đi xuống thì nhà tôi bò tới rồi, thì sư phụ tới cho trái xoài thì rờ cái đầu, thì nhà tôi đứng lên mà về lành. Bây giờ tôi tin lắm anh Tiến ơi. Ra là một ông, còn một cái ông kia nữa thì vui lắm, họ hay kể cho chú nghe lắm. Một cái ông kia là ổng là sĩ quan không quân mà ổng ghiền đánh tennis á. Ổng nói ngày nào tôi không ra đánh tennis tôi bệnh,
Tôi hiền lắm. Mà bà xã tôi thì bác chở lên thiền đường. Ổng thì ổng không có tin. Nhưng mà bác tôi chở bà Hoài đó ra trễ. Ra tôi cứ chở nhưng mà về tôi cằn nhằn lắm. Hôm bữa tôi bực quá. Tôi nói nếu mà bà Linh á, bà làm cái gì cho tôi biết đi. Ông kể anh nghe, ông nói bữa ông ngồi ông coi tivi á, tôi thấy một người đội cái mũ như bà Đông Phương Hoàng hậu áo vàng đi ra. Đi ra tôi thấy trong tivi đi ra. Từ đó ông bỏ tennis, ông chở bà đi rất là vui vẻ, cứ chở đi đều đặn là ông kể cho chú nghe. Rồi để mà giữa sư phụ và cộng đồng, chú Hòa là cái người connect để mà cho cộng đồng để tiếp cận những cái phép lạ. Thái Tu Hòa was profoundly touched by Supreme Master Ching Hai's elevating poems and songs and was determined to share them with the masses. Over the years, he produced music and poetry recital videos and CDs, radio programs in Southern California, and many television programs that broadcast first in Los Angeles and then nationwide. In addition, Thái Tu Hòa, along with the Supreme Master Ching Hai International Association, organized and facilitated magnificent live benefit concerts for the less fortunate starting in 1996. Mr. Phong was there to witness them all. Nhưng những cái đại hội đó, chú thấy quá rực rỡ, quá thành công. Cái đại hội ở Long Beach là tham dự đầu tiên, là chắc cũng đầu tiên ở đây, là lớn nhất khắp thế giới về. Quá đẹp, quá thành công. Ông Phạm Duy cũng ngồi phía trước chú nè. Rồi mấy tài tử, rồi sư phụ có tới bắt tay. Rồi khi sư phụ tới chỗ chú đó, sư phụ đùa, chú nói, cái ông này tôi đâu biết. Chú nhớ hoài những cái kỷ niệm đó rất là chú vui. Mà lần đầu tiên trong cộng đồng Việt Nam á, có một cái đại nhạc hội, một cái buổi tổ chức mà lớn như vậy á. Vì cái Long Beach là cái chỗ đó lớn lắm á. Sau từ đó đó cộng đồng này nó mới ngạc nhiên. Cộng đồng này mới bắt đầu ngạc nhiên là tại sao mới chú ý về sư phụ. Rõ ràng là có thay đổi. Hồi trước họ chỉ biết cách mơ hồ thôi. Nhưng mà khi đó tổ chức cái buổi nhạc đó và qua những bài những văn đó mình đọc, sư phụ đọc, thì cũng báo chí rồi nó đi, cũng đi đông lắm. Rồi cũng quay người quay phim về, họ bắt đầu họ question như là một cái hiện tượng lạ. Mà thuê được một cái chỗ đó, là cộng đồng mình chưa bao giờ dám thuê với cái chỗ đó, vì cái rạp ở Long Beach nó là rạp quốc tế mà. The benefit concert, held at the Grand Long Beach Terrace Theater on December 29, 1996, was titled Traces of Previous Lives and Love Songs, named after one of Supreme Master Ching Hai's poetry collections. This splendid concert brought together many stars of the Alaxi's musical constellation as never before. It was attended by guests of honor, Supreme Master Ching Hai, and a 3,000-member audience. Thái Tu Hòa designed the set pieces. Supreme Master Ching Hai donated proceeds from the Long Beach concert to underprivileged artists in Âu Lạc or Vietnam. Composer Nhật Ngân and our association members delivered the donation in time for the 1997 Lunar New Year. A year later, Thái Tu Hòa was the main organizer together with our association members and set designer for the concert titled A Journey Through Aesthetic Realms. It was held on December 27, 1997 at the DAR, or Daughters of the American Revolution, Constitution Hall in Washington, D.C., two blocks away from the White House. A blend of traditional and contemporary arts, this concert bridged East and West, transcending cultural barriers and offering the audience an unforgettable artistic experience. The two beneficiaries at this concert, receiving a total of $200,000, were the U.S. Department of Veterans Affairs and Vietnam Children's Fund. Attending the concert were the guests of honor, Supreme Master Ching Hai, other distinguished guests, and an audience of 4,000 people. Phong Minh Tiến accompanied Thái Tu Hòa in the organizing stages. Chú với con với chú Hòa vô cái chỗ đó là cái nhà của nước Mỹ đó. Thì cái nhà mà trên nên có bản đồ 13 tiểu bang nước Mỹ.
cái chỗ nó tổng thống ra để tranh biện với nhau. Khi mà chú lên sớm á, chú lên sớm với chú Hòa đó đi đó để yêu cầu nó, mà chú thấy nó mướn được cái đó cũng lạ, Việt Nam chưa bao giờ vô được cho mướn cũng là chuyện ngoài cái sức tưởng tượng của mình. Nhưng mà giờ nói cái đó là chắc là có sự phụ trợ của sư phụ, nhưng chú Hòa rất có công. Cách mấy hôm á, ba đứa mình đi theo lời của chú Hòa đó, là nói là phải có cái chỗ này để cái ghế của sư phụ. Cái khi chú Hòa đó đề nghị cắt cái bốn cái ghế đó để cái ghế cho sư phụ, thì bà nó mới nói chuyện giỡn hả, vì bà nói là cái này á, vừa mới tăng trang hết 6-7 triệu, ghế nó là bắt vít hết dưới đó rồi, làm sao mà giờ chỉ có cưa thôi. Cái đó chú thấy làm lạ, mà cái đó là chú có đi chung, thì chú thấy cái hiện tượng của bà manager với cái ông giám đốc đó là bả mướn được cái này là quý rồi, làm sao mà có thể cắt cái ghế. Chú nhớ chú con chú Hòa thì đi á, khi mà xếp xong của bả đó, cái ông nó cũng quay lại, ông nói ok mày cứ làm theo ý của con này đi. Bà nó bả nghe không rõ, bà sợ bà nghe làm mình đó. Khi mà chú Hòa đề nghị là cắt bốn cái ghế đó để mà để cái ghế của sư phụ, thì bà nói xong ông nói lại cho tôi nghe thử. Bà sợ bà nghe nhầm, cái ông đó nói ok, ông nói lại. Bà rất là ngạc nhiên, cái bà manager, tôi nhớ, chú nhớ cái khuôn mặt bà trợn tròn mắt, bà ngạc nhiên quá. Chú nhớ hỏi chỉ có phép lạ chứ. Với lại hồi đó chú Hòa có yêu cầu á thay cái màn, vì cái chỗ nó không có cái màn, thế mà cái màn đó là cũng đắt tiền lắm, mấy chục ngàn luôn á. Thế mà ngày hôm sau tới là có cái màn nhung rồi, cái màn nhung nó bự lắm, chú cũng rất là ngạc nhiên. Con chỉ biết là chú Hòa lúc nào cũng dạy cái con đó, thầy mình lúc nào cũng phải kính trọng vì nhân loại mà thầy mình đã hy sinh tất cả, cho nên cái tối thiểu ít nhất mấy con phải làm, chú cháu mình làm, thì mình làm chút xíu mình đem cái cúng dường với sự cho thầy mình. Và những cái đại nhạc hội này, cái này là một chút xíu mình làm để mình cống hiến cho thầy mình. Cho nên vì vậy nếu mà không có chú Hòa, mấy con không có bao giờ nghĩ là dám, ai mà nghĩ tới là rinh cái ghế ra xong để vô. Không thể nào. From the nation's capital of Washington DC, Thái Tú Hòa's noble aspirations next turned to Hollywood for what would be the third concert in 3 years. Như cái chuyện cái thuê cái rạp mà thuê để giải Oscar đó, là những cái nghiệp đoàn theo chú Hòa nói với chú á, nó khó lắm. Chỗ nó để phát cái giải Oscar hàng năm đó. Nhưng mà rồi mướn được. Chú rất là ngạc nhiên. Mà hồi nó flyer với báo chí đăng là tại cái chỗ phát giải Oscar, không ai tin. Đó là trong cộng đồng Việt Nam á, cái chỗ nó họ biết là không thể nào mình thuê được. Sau những cái đại nhạc hội đó, cộng đồng Việt Nam mới biết, cả giới văn nghệ sĩ của Việt Nam mới biết về sư phụ nhiều, biết về những cái coi như là phép lạ. With over 6,000 people in attendance, the benefit concert One World of Peace Through Music took place on December 18, 1998 at the landmark Shrine Auditorium in Los Angeles, USA, which has been home to internationally renowned award shows such as the Oscars, the Grammys, and the Emmys, among others. The concert brought together prominent Hollywood composers and entertainers, including an outstanding 65-piece orchestra comprised of distinguished musicians who regularly perform for the annual Academy Awards. Guest of honor, Supreme Master Ching Hai presented donations totaling $250,000 to the Starlight Children's Foundation and the St. Jude Children's Research Hospital. Thái Tú Hòa was once again the idea behind it all, the set designer, and also the organizer for the concert, along with the Supreme Master Ching Hai International Association. Là chú Hòa là vấn đề mà decor, vấn đề mà sắp xếp thì nó là chú Hòa. Hồi đó chú nhớ cái hồi cái con bướm á, One World đó, thì cái con bướm nó quá đẹp, lộng lẫy chiếu lên phim á, thì
chú hồi nãy chú có lên đây mà làm đó thì không ngờ có thể là design ra được những cái lạ như vậy, rất lạ. Chú cũng hay nói với chú Hòa đó, nói những cái chương trình đó là công khó. Thì chú cũng chứng kiến là cái gì chú Hòa cũng làm cho sư phụ, làm cho sư phụ. Mà làm được hết mà làm thành công rực rỡ nữa. Hết lòng đó, chú Hòa hết lòng với sư phụ. Theo chú nghĩ trong cái đời sống thì nó có muôn ngàn cái lối đi, rồi cái đường đời đang vặn nẻo, nhưng mà chú Hòa chọn được một cái con đường về tâm linh. Không có cái của cải vật chất gì này có thể mua được. Chú Hòa đã chọn đi theo con đường của sư phụ. Chú Hòa đã đi trọn con đường đó. Theo chú nghĩ tóm lại một cuộc đời, chú Hòa đã sinh ra và may mắn được gặp sư phụ. Và 60-70 năm mình sống trên đời này cũng là khách lạ thôi. Một rồi một chiều kia cũng tuyết phủ với sương che thôi. Nhưng mà chú Hòa đã làm được tất cả những gì mà một người sinh ra trên đời này làm có ý nghĩa nhất. Chú rất là thương chú Hòa, nhưng chú cũng có cái niềm an ủi là chú Hòa đã đi đúng con đường và đã cùng với mấy cháu sinh hoạt để trong cái cộng đồng này cũng biết được nhiều về sư phụ. Đó là cũng đã chu toàn được cái trách nhiệm trong cuộc đời của chú Hòa. Tôi cũng xin thành kính cúi đầu cảm ơn, cảm tạ sư phụ và quý hội đã lo cho em tôi như vậy, quá tốt đẹp, quá mỹ mãn. Thành thật xin biết ơn sư phụ. Nhân cái cơ hội này cũng là anh em trong gia đình rất là cảm ơn sư phụ. Cảm ơn sư phụ là người đầu tiên dẫn dắt Hòa đi vào con đường đạo pháp, và sau đó là những bạn đồng tu để cùng hiểu được, để mà hướng dẫn đi lên một con đường tốt đẹp về cái đạo pháp của tịch của sư phụ. Thành ra ngày hôm nay cái kết luận lại là rất là cảm ơn sư phụ và không bao giờ quên những cái tình nghĩa đó. Chưa có được cơ may gặp được sư phụ thì cũng kính chúc sư phụ được vạn an và được mọi điều may mắn và tốt đẹp. Thì xin cảm ơn sư phụ đã tạo đường cho ông anh tôi đi đúng trong cái cuối đời. Mà tôi nghĩ là ông cũng vui, rất là vui. Ông tạo được những cái yêu thương, ông mang cái tình thương của sư phụ tới những cái đồng tu sau này. Đó là điều mà tôi thành thật được chia sẻ. Và nếu mà ba mẹ tôi biết được, ba mẹ tôi cũng rất là hãnh diện. Là có đứa con nó xả thân, nó làm những việc tốt đẹp, nó vinh danh được cho gia đình tôi. Thì tôi cũng đại diện cho cha mẹ tôi đã quá vãng, cảm ơn sư phụ đã khai tâm và hướng dẫn cho anh tôi được đi đúng đường. Sẵn đây con gặp được sư phụ ngày hôm nay thì con cảm nhận quá tuyệt vời, con quá hân hạnh và rất may mắn. Con cảm nhận được sự may mắn này. Sư phụ đã dẫn dắt anh đi đến một con đường tâm linh quá cao và quá tuyệt vời. Con cảm nhận được ngày hôm nay. Thưa sư phụ, trong cuộc đời này được ngay cả những người nhân vật lớn ở Hollywood mà họ nói là gặp được sư phụ một lần là họ đã hạnh phúc suốt trong cuộc đời. Tôi thì cũng đã có cơ hội gặp được sư phụ mấy lần. Cái hình ảnh và những cái điều sư phụ nói cũng như là cái tâm tình, là đem cái niềm vui đến cho mọi người, chia sẻ cái tình thương cho mọi người. Đó là một cái con người mà trên cuộc đời này hiếm thấy. Và nếu mà được nói một lời với sư phụ bây giờ thì chúng tôi rất vô cùng đa tạ sư phụ, một người đã đem lại cái niềm an vui và sự thanh bình trong tâm hồn của mỗi người đã biết đến được sư phụ. Rất mong có một ngày sư phụ sẽ ghé lại đất nước Hoa Kỳ này. Bao nhiêu người đang trông chờ ngày trở lại của sư phụ. Xin cảm ơn sư phụ nhiều. Thank you for your delightful presence on today's program. Please join us next week as some of Thái Tú Hòa's close ones still living in Olac or Vietnam share their thoughts on his influential life in part 7
of Secret Revelations on Master's Legendary Magician, a tribute to Thái Tú Hòa, here on Supreme Master Television. And be sure to stay tuned for the finale of our tribute to Thái Tú Hòa in the coming weeks, for the best is yet to come. May your life be filled with joy and divine grace. Farewell for now.